Chưa bao giờ mình nghĩ làm thịt trâu gác bếp nó lại dễ như thế này luôn ấy. Hello mọi người, vậy là đêm nay đã là đêm cuối cùng của năm rồi. Tối nay mọi người có đi đâu chơi không hay ở nhà xem Táo Quân cùng gia đình? Lên clip làm trâu gác bếp giờ này thật là có lỗi với mọi người, đáng lẽ ra phải làm clip sớm hơn để mọi người làm cùng với mình có cái nhâm nhi ngày Tết ăn cho đỡ ngán. Công thức này mình cũng đi học lỏm thôi nhưng mà hương vị nó phải giống đến 80-90% đấy. Ăn rất là cuốn nhá, và khi mà mọi người làm thì mới biết là nó vừa tốn công và vừa tốn nguyên liệu đến mức độ nào. Và mình xin khẳng định với mọi người, cái loại thịt mà người ta bán trên thị trường ấy 500.000 một cân ấy thì mọi người đừng nên mua nhá. Vì mình không chắc cái nguyên liệu đầu vào nó như thế nào đâu và thịt không đảm bảo đâu. Nếu như người ta bán ra đấy thì người ta làm không công đấy mọi người ạ. Mà làm gì có cái chuyện làm không công. Vì đảm bảo với mọi người nha, nướng cái này 12 tiếng chưa khô đâu, mình nướng 4 ngày mới được đấy. Nguyên liệu thì mình cũng đã ghim trên màn hình, mọi người có thể tham khảo nhé. Là mình ghi nguyên liệu chung chung thôi, còn gia giảm thế nào thì tùy khẩu vị mọi người. Trong lúc hun khói thì dẫn mọi người đi ngắm đào một chút này. Mọi người thấy giá đào năm nay thế nào, đắt hay rẻ hơn mọi năm? Đây là mình quay từ hôm 26 Tết mà đào nó đã rực rỡ như thế này rồi đấy. Ngày Tết chỉ muốn đi ngắm đường ngắm phố thôi. Quay lại cái món thịt trâu gác bếp đây này, đây đã là 12 tiếng. Mạng người ta bảo là chỉ cần hun 12 tiếng nhưng mà mình thấy 12 tiếng chưa đủ khô và mình đã hun trong 4 ngày nên hôm nay mới được ra lò. Bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem thành quả nhá. Khi mà ăn miếng nào ấy mình sẽ đem hấp miếng đấy. Nói chung quá thành công luôn mọi người ạ. Thêm tí sinh tố lúa mạch là ok.